Những kiểu mối quan hệ mà chúng ta không nên dính vào. Mối quan hệ số 1 đó chính là friend with benefit. Và nhất là với các bạn nữ, các bạn không nên dính vào mối quan hệ friend with benefit. Tại vì khi mà các bạn có một cái quan hệ thể xác với lại một đối tượng nào đó, thì trong con người của các bạn có tiết ra một cái loại hormone tên là oxytocin. Và chính cái hormone đó sẽ khiến cho các bạn yêu đối phương. Các bạn thử tưởng tượng xem, một mối quan hệ friend with benefit là một mối quan hệ về thể xác, nhưng bạn lại yêu người kia thật lòng nhưng người kia không yêu bạn, thì nó là thảm họa cỡ nào. Với các bạn nam thì cái này là chắc là tùy mỗi người thôi, nhưng mà đối với mình thì các bạn cũng không nên dính vào. Tại vì rất là dễ gặp bệnh, rồi nói chung là bao nhiêu rủi ro. Lợi ích thì nó có đó, nhưng mà rủi ro nó cũng không kém đâu. Kiểu mối quan hệ số 2 đó chính là kiểu mối quan hệ bạn bè mà không sòng phẳng tiền bạc. Đi ăn đi chơi gì là lúc nào cũng kêu là thôi hay là mày trả đi, tại vì lần này tao quên mang tiền rồi, lần sau là tao hư thẻ rồi. Nói chung là không có cái sự cân bằng về mặt tiền bạc. Các bạn không có sòng phẳng, các bạn không có rõ ràng với nhau, thì sớm muộn gì thì cũng sẽ có vấn đề về mặt tiền bạc để khiến cho các bạn phải chia rẽ tình bạn thôi. Điều số 3 đó chính là những mối quan hệ với những người hay bị ảo tưởng. Giống như là bạn đối xử với họ rất là bình thường, nhưng mà họ lại nghĩ rằng là bạn thích họ, hoặc là bạn có cái gì đó với họ. Nếu như mà tệ hơn là họ sẽ đi rêu rao là nhỏ này thích tao nè, hoặc là ơi thằng này thích tao nè, là thôi xong. Mối quan hệ số 4 đó chính là một mối quan hệ bạn không được tôn trọng quyền riêng tư và sở thích. Nói chung là những cái gì đó thuộc về phần cá nhân của bạn, bạn không được tôn trọng mà cái người đó họ ép bạn thay đổi, hoặc là họ ép bạn phải đưa ra cái sự lựa chọn đúng ý của họ, hoặc là họ phản bác về cái sở thích của bạn, họ không tôn trọng những gì bạn yêu thích, họ có những cái lời nói xúc phạm với những thứ bạn yêu thích. Giống như là bạn thích một nhóm nhạc, bạn thích một idol K-pop, đến với mình, chơi với mình, làm bạn với mình, hoặc là yêu mình, phải tôn trọng sở thích của mình. Tại vì sở thích của mình không có ảnh hưởng gì đến ai và không có làm hại ai cả, thì họ có quyền gì mà họ xúc phạm và họ có quyền gì mà họ muốn thay đổi bản thân mình, đúng không? Kiểu mối quan hệ số 5 là kiểu mối quan hệ với những người luôn đổ lỗi cho bạn. Bạn ở trong mối quan hệ đó, lúc nào bạn cũng cảm thấy bạn phải là người chạy theo xin lỗi người ta, cho dù là bạn cảm thấy có lỗi hay không. Hoặc là thực sự có lỗi là bạn cũng phải xin lỗi, mà bạn không có lỗi bạn cũng phải xin lỗi. Thì xin chúc mừng bạn, bạn đang ở bên cạnh một người mà người ta là người thích đóng vai nạn nhân, và đây là một cái mối quan hệ rất tiêu cực.